đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi cuộc tranh tài của hai đội. Đội Lạc Quan là các phóng viên đến từ báo Người Lao Động và Sài Gòn Giải Phóng. Sở thích chung của cả nhóm là ăn uống, mua sắm và được đi du lịch. Cả đội thường xuyên tập trung bàn luận các vấn đề nóng bỏng và viết chung một bài báo. Nhóm Vô Tư là những danh hài nổi tiếng của thành phố. Cả đội vừa thích thể thao, đấu võ, vừa thích múa ba lê. Sau những giờ làm việc căng thẳng, cả nhóm thích được cùng thư giãn với bạn bè. Công việc của cả nhóm làm chung là làm cho người khác cười mỏi miệng mới thôi. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là giọng nói hết sức quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi Chung Sức cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ có một giờ giải trí thật là thú vị, thật là sôi nổi, vui vẻ giữa cuộc thi đấu với hai đội Lạc Quan và Vô Tư. Trước khi bốn vòng thi đấu giữa hai đội diễn ra, chúng ta sẽ lần lượt giao lưu với từng đội. Xin mời quý vị. Chào đội Lạc Quan, chào các bạn. Xin mời các bạn giới thiệu sự lạc quan của mình với mọi người. Xin giới thiệu với quý vị khán giả là tôi tên là Như Hoa, là đội trưởng của đội Lạc Quan. Đây là thành viên thứ hai của đội. Tôi tên Thúy Bình, và đây là thành viên thứ ba của tôi. Mình là Hương Nhung, và đây là thành viên thứ tư của đội. Xin chào quý vị khán giả, tôi Thùy Trang, là thành viên cuối cùng của đội Lạc Quan. Các bạn sẽ thắc mắc là không biết tại sao là đội tôi lấy tên là Lạc Quan mà bốn cô gái đều ăn mặc màu đen thui. Thật ra thì chúng tôi có suy nghĩ rằng là cuộc sống thì sẽ có rất nhiều những cái khó khăn, rất nhiều những cái áp lực. Nhất là những cái người làm báo như chúng tôi thì áp lực công việc rất nặng. Mà dù công việc nó có nặng nhọc hay là có nhiều cái khó khăn thì chúng tôi luôn luôn lạc quan. Thành ra dù có mặc cái màu đen như vậy nhưng mà trong cái màu đen là một sự lạc quan vô cùng. Chúc các bạn ghi được thật nhiều điểm và các bạn có một buổi chơi thật là vui hôm nay. Sau đây chúng ta làm quen với đội Vô Tư. Chào các bạn. Chào anh Tạ. Chào bạn Tấn. Trước tiên Tấn Bèo xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Chung Sức với lời chào hạnh phúc và ấm no. Nói chung là nhiều đó thôi. Ấm no hạnh phúc. Đủ rồi. Dạ. Xin giới thiệu về mình là Tấn Bèo, là đội trưởng của nhóm Vô Tư. Đến đây muốn thử sức để mình coi cái sức mình tới đâu. Và đây thành viên thứ hai. Tôi thành viên thứ hai của đội Tấn Hoàng, là con của Tấn Bèo. Không, bạn Tấn Bèo. Dạ. Thành viên thứ ba. Xin chào quý vị khán giả đang xem đài, xin chào anh Tạ Minh Tâm. Tôi là Hoàng Sơn, là thành viên thứ ba của trong nhóm. Tôi đến đây chủ yếu là vui, chủ yếu là có điểm thì vui, không có điểm cũng hơi buồn. Thì là thành viên thứ tư, là thành viên Úc của chúng tôi. Dạ. Dạ, Tấn Bo, trước tiên xin phép anh Tạ Minh Tâm, cho phép Tấn Bo kính chúc quý vị khán giả được mạnh khỏe. Anh Tạ Minh Tâm cũng khỏe. Đối thủ của đội nhà vẫn khỏe, đội nhà cũng khỏe, chuẩn bị bước vào cuộc thi Chung Sức. Rồi, chuẩn bị nhé. Vòng 1 của chúng ta bắt đầu và các bạn hãy nhớ rằng ghi được càng nhiều điểm càng tốt. Bởi vì mỗi điểm của chúng ta, mỗi điểm trong chương trình có giá trị 10.000 đồng. Nhưng chỉ có đội nào có số điểm lớn hơn mới bước vào vòng đặc biệt với giải thưởng 10 triệu đồng nữa. Sẵn sàng, vòng thứ nhất bắt đầu. Mời hai đội trưởng bắt tay nhau nào, hai đội. Chúc may mắn. Có hai câu hỏi trong vòng này và đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người, có 8 đáp án đã được chọn, đó là 8 ý kiến của nhiều người. Mà số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn hãy sẵn sàng giành quyền ưu tiên kiểm soát bảng điểm cho đội mình nhé. Vào những ngày trời lạnh, bạn thường thích ăn món gì cho ấm? Ăn cháo. Ăn cháo. Bạn gì? Phở. Phở. Phở đặt hình cháo. Mời hai bạn trở về vị trí. Vào những ngày trời lạnh, thường thường thì bạn thấy người ta thường thích ăn món gì cho ấm? Dạ, ăn lẩu. Ăn lẩu. Lẩu. Ôi trời, sao hay quá vậy ta. Nào, mời bạn Hương Nhung. Dạ,
em nghĩ là vào ngày lạnh thì người ta sẽ thích ăn những món nóng nóng, chẳng hạn như món bánh xèo. Bánh? Bánh xèo. Xèo. Thì Trang, vào những ngày trời lạnh người ta thích ăn món gì cho nóng? Ăn cơm. Ăn cơm. Ngày nóng thì ăn cơm cho nó mát, mà ngày lạnh thì ăn cơm cho nó ấm. Ăn cơm. Vô tư, các bạn được quyền hội ý. Vào những ngày trời lạnh người ta thường thích ăn cái gì cho nó ấm đó chứ? Dạ ăn thường nóng mà ăn bún riêu là rất ăn ngon. Bún riêu. Phải bún riêu không? Bún riêu hay lắm. Quý Bình. À, em nghĩ trời lạnh sẽ ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Vào những ngày trời lạnh người ta ăn hủ tiếu cho nó ấm. Chúc mừng bà. Thế nhưng ăn gì nữa bạn? Ăn gì cho ấm vào những ngày trời lạnh? Có bún riêu rồi thì em nghĩ món bún bò. Bún bò. Ăn bún bò. Ăn cái gì nữa thì Trang? Ăn cái gì cho ấm vào những ngày trời lạnh? Em nghĩ là bánh canh. Ăn bánh canh. Ăn bánh canh. Là những món ăn rất là hấp dẫn. Mời đội vô tư. Có đáp án chưa? Rồi. Có lâu chưa? Lạnh thì chắc không ăn nước đá rồi. Bây giờ đang bạn gì, không lẽ uống nước sôi thì cũng không được. Đúng mà. Ấn phúc cho mọi người biết đáp án riêng của bạn. Theo em nghĩ thì mì gói. Mì gói. Dạ. Còn trên. Bún. Bún mắm. Bún mắm. Đây. Theo em nghĩ thì em cũng giống như Tấn Bo, chắc mì gói. Mì gói? Dạ. Thì nói chung là cái món mì gói thì lúc nhiều khi mình lạnh mình không ra đường thì ở trong nhà cũng có thể ăn mì gói. Và nó cũng ấm, chứ ngoài ra đường thì thiếu gì món ăn để ấm. Nhưng mà lạnh quá thì không ai ra đường. Chỉ ở nhà rồi đổ nước sôi ăn mì gói thôi. Vào những ngày trời lạnh, quý vị thích ăn món gì cho nó ấm? Có phải giống như Tấn Bo nói hay không? Mì gói. Một điểm thuộc về đội Lạc Quang. Xem đây, xem cái gì vậy đây? Cái gì? Đáp án thứ tư. 6. Đây là ý kiến của nhiều người. Sau đây chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai của vòng 1. Mời thành viên thứ hai của hai đội. Xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc may mắn. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người và có 7 đáp án đang trên bảng. Đó là 7 ý kiến của nhiều người mà mỗi đáp án có số điểm tương ứng với số người đồng tình với nó. Các bạn sẵn sàng. Các bạn hãy kể một trò chơi thường được tổ chức trong một dịp sinh hoạt dã ngoại. Kéo co. Kéo co. Mời hai bạn trở về vị trí. Các bạn đã từng tham gia nhiều buổi sinh hoạt dã ngoại phải không? Chắc chắn là như thế. Các bạn hãy nhớ lại và cho một đáp án để ghi điểm. Trò chơi nào thường được tổ chức trong những dịp đó, dịp sinh hoạt dã ngoại? Trò chơi nhảy sạp. Nhảy sạp. Mời Thị Trang. Em nghĩ là chơi tìm cặp. Chơi. Là bắt cặp, bắt cặp đó chơi. Bắt cặp. Mời đội vô tư hội ý. Nào, mời đội trưởng. Trong những buổi dã ngoại thì thường các bạn trai hay đánh cờ. Bạn cho là đánh cờ. Mời đội vô tư. Chào đội trưởng. Dạ, chào anh Tạ. Đội trưởng Tấn có đáp án chưa? Dạ có rồi. Sẵn sàng nhé. Dạ. Tấn Phúc. Dạ. Đáp án điền các bạn. Thế em nghĩ là bịt mắt bắt dê. Bịt mắt bắt dê. Một trò chơi nào thường được tổ chức vào những dịp dã ngoại, những buổi hát với nhau? Hát với nhau. Bạn? Em nghĩ là nhảy ba bố. Nhảy ba bố. Còn là những trò chơi hấp dẫn và rất là vui nhộn. Dạ. Đội trưởng quyết định đi bạn. Ba bố đi. Cái gì? Quyết định cái gì? Nhảy ba bố. Rồi tôi vì đồng đội chung sức bốn người đồng ý không? Nhảy ba bố. Được rồi, thôi được rồi. Các bạn không biết mình nhảy ba bố điểm về đội nào đây. Nhảy ba bố. 51 điểm thuộc về vô tư. Nhưng mà rất tiếc cho các bạn là còn nhiều đáp án chưa được giải. Có nghĩa là hai đội đã mất đi một số điểm từ đội lớn.
Sau đây là vòng thứ ba của trò chơi chung sức. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi sự bắt đầu của hai thành viên thứ tư. Xin mời. Ở vòng này vẫn chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 6 đáp án đang trên bảng. Đó là 6 ý kiến của nhiều người. Số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó, nhưng mà điểm thì nhân đôi. Nào sẵn sàng. Hãy kể tên một loại cá thường được nấu lẩu. Cá tiêu hồng. Cá tiêu hồng. Vâng, hai bạn trở về vị trí. Đã bao vòng rồi, tất cả quyền ưu tiên đều thuộc về bên đây. Đối trưởng. Dạ, lẩu cá ngát. Lẩu cá ngát. Bạn thích ăn lẩu cá không? Dạ có. Có. Bạn đã từng ăn những loại lẩu cá nào? Thôi em nói một cái nói thôi. Nói cái thôi, tốt rồi. Dạ lẩu cá kèo. Cá kèo. Quá hay. Bạn cho mình biết một loại cá thường được dùng nấu lẩu. Cá hồi ạ. Cá hồi. Mời vô tư hội ý. Lẩu cá hồi rất ngon, tôi có ăn thử rồi. Mời bạn Thị Trang. Em nghĩ là cá bông lau ạ. Cá bông lau. Lẩu cá chép. Chép. Mời đội vô tư. Thôi, bắt đầu. Có đáp án chưa? Dạ, có rồi. Chắc chưa? Vậy cái này chắc à? Chắc nói luôn. Lẩu cá bông mu. Ý kiến riêng của bạn là gì? Dạ, theo em nghĩ là lẩu cá thắt lát. Cá thắt lát. Loại cá nào thường dùng để nấu lẩu? Em nghĩ là cá gọc. Cá gọc, bạn? Dạ, em nghĩ cũng cá thắt lát. Cá thắt lát, hai bạn nói cá thắt lát, một bạn thì nói cá gọc. Con cá mú này là của đội trưởng rồi. Nói thừa tôi không vậy tự. Chúng ta xem, với đáp án cá mú, điểm trên bảng sẽ thuộc về ai? Một loại cá thường dùng để nấu lẩu. Cá mú. 154 điểm thuộc về đội Lạc Quan. Mời các bạn, mời quý vị xem những đáp án còn lại trên bảng. Có cá gọc với lại cá thác lát mà những thành viên khác của đội vô tư đưa ra. 3 4. Các bạn có ăn lẩu cá hú chưa? Có là sao không nhớ ra? Cũng nhớ nhưng mà cá hú thì ít toàn. 6 vòng thứ 3, kết quả đội vô tư vẫn 51 điểm. Đã Lạc Quan 320 điểm. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức của chúng ta bước vào vòng rất là quan trọng giữa hai đội. Đó là vòng 4. Xin mời hai đội trưởng một lần nữa. Cố gắng lên nha đội vô tư. Chỉ có một câu hỏi trong vòng này và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 4 đáp án thôi. Chỉ 4 đáp án thôi. Đây cũng là 4 ý kiến của nhiều người mà số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Nhưng rất quan trọng là ở chỗ điểm là nhân 3. Nếu các bạn giành được toàn bộ số điểm ở trong vòng này thì có thể là được 300 điểm. Và nếu mà đội vô tư thắng trong vòng này, điều đó có nghĩa là tình hình có thể thay đổi một cái gì đó. Cố gắng lên nha. Hai bạn thử suy nghĩ và kể ra một môn thể thao có thủ môn và cầu môn. Bóng đá. Bóng đá. Bóng đá. Mời hai bạn trở về vị trí. Qua 3 vòng đầu thì quyền ưu tiên bao giờ cũng thuộc về Lạc Quan. Và số điểm bên Lạc Quan rất cao. Đến vòng thứ 4, tình hình thay đổi một tí. Nghĩa là các bạn đã bắt đầu giành được quyền ưu tiên. Cố gắng tiếp tục thay đổi tình hình. Mời bạn Tấn Hoàng. Một môn thể thao có thủ môn và cầu môn. Bóng ném. Bóng ném. Một môn thể thao có cầu môn, có thủ môn thôi. Đó là môn thể thao nào bạn? Bóng nước. Môn bóng nước.
Quá hay. Các bạn thấy không? 288 điểm rồi. Mời Tấn Phúc. Dạ, theo em nghĩ là bóng chày. Bóng chày. Dạ. Rồi có thủ môn, có cầu môn. Dạ, có thủ môn. Dạ, có thủ môn. Bóng chày. Bóng chày là môn thể thao người ta dùng cái chày để người ta đánh bóng. Dùng cái chày. Bạn. Bóng ném rồi. Bóng đá trong nhà. Bóng đá trong nhà. Bóng đá trong nhà phải không? Bóng đá trong nhà. Tại nhà này bóng đá ngoài sân, trong nhà mà. Một môn thể thao có thủ môn, có cầu môn. Bóng đá rồi, bây giờ là tiếp tục bóng đá trong nhà. Lạc Quang được quyền hội ý. Tấn Hoàng. Gầy gò quá. Một môn thể thao có cầu môn và có thủ môn. Đó là môn. Dạ. Khúc môn cầu. Khúc môn cầu. Dạ. Một môn thể thao có cầu môn, có thủ môn. Khúc môn cầu. Mới đội Lạc Quang. Các bạn có đáp án chưa? Có rồi ạ. Bạn nghĩ đó là cái gì? Dạ, chỉ còn khúc côn cầu thôi ạ. Bạn? Dạ, em cũng nghĩ môn đó. Bạn? Dạ, cũng nghĩ môn đó ạ. Dạ. Ai cũng nghĩ môn đó, còn nhiều môn khác không nghĩ tới. Vì bên kia nói khúc môn cầu, thành ra bức xúc quá phải điều chỉnh lại. Khúc côn cầu. Khúc côn cầu. Đúng thì thật ra chúng ta thấy là cái môn khúc môn cầu thì nó là môn mới, chưa phát minh ra. Chưa. Khúc côn cầu. 300 điểm thuộc về đội Lạc Quang. Và chúng ta đã rõ đội nào là đội chiến thắng. Đó là Lạc Quang với 620 điểm. Các bạn đã có một cái phong cách chơi rất là vui. Vô tư mà, vô tư mà. Vô tư. Không có gì. Các bạn cũng rất hay. Dạ. Các bạn chỉ thiếu may mắn một tí xíu thôi. Nhưng các bạn có 51 điểm. Có nghĩa là 510.000 đồng. Mỗi người còn một phần quà của nhà tài trợ Pepsi. Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi. Cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn Tâm. Chúc các bạn ở lại chiến thắng. Chúc mừng các bạn Lạc Quang. Các bạn đã chiến thắng với một số điểm rất lớn. Đó là 620 điểm, trị giá 6.000.000 đồng. Và một giải thưởng đặc biệt 10 triệu đồng đang chờ các bạn ở vòng đặc biệt nữa. Bây giờ xin mời các bạn nhận giải thưởng và phần quà của nhà tài trợ Pepsi. Xin mời các bạn. Viên bảo ngọc của công nghệ số đã xuất hiện. Ứng dụng công nghệ Intel Centrino Duo, Acer Aspire, viên bảo ngọc của cuộc sống số. Acer. Thưa quý vị và các bạn, đây là môn đặc biệt của trò chơi chung sức với hai thành viên của đội Lạc Quang. Xin mời hai bạn. Chào hai bạn. Chúc hai bạn đạt được 10 triệu đồng của vòng này. Hai bạn chuẩn bị trả lời 5 câu hỏi, người trả lời trước, người trả lời sau. Nếu hai bạn đạt được 200 điểm tổng cộng, giải thưởng sẽ thuộc về đội của các bạn. Ai trả lời trước nào? Mời bạn vào trong chờ. Bạn có 20 giây để trả lời 5 câu hỏi. Vì vậy, bạn cố gắng tận dụng 20 giây cho tốt. Câu hỏi nào bạn chưa tìm ra được đáp án nhanh, bạn hãy nói, bỏ qua, cho qua, tôi sẽ tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Bạn rõ rồi chứ? Bạn nghe xong bạn trả lời ngay, không có thời gian để bạn suy nghĩ nhiều đâu, nhé. Đồng đội của bạn đang chờ bên trong không nghe được những câu trả lời của bạn ngoài đây. Đây là luật của vòng này. Và bạn hãy sẵn sàng, 20 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy, để tạo điều kiện cho bạn, tôi sẽ đọc chậm câu thứ nhất. Theo bạn, người ta thường đi chụp hình thẻ để làm gì? Làm giấy chứng minh nhân dân. Nếu một lý do khiến người ta thường trễ hẹn? Kẹt xe. Bạn sẽ làm gì khi bị côn trùng cắn? Lấy dầu sức. Hãy cho biết một ưu điểm của tuổi trẻ trong công việc. Năng động. Người ta thường dùng gì để gói hoa còn thành được bó? Giấy kiến.
Bạn trả lời rất nhanh và rất hay. Bây giờ chúng ta quay lại để xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Mời bạn đoán thử xem năm đáp án của bạn. Và mọi người nghe là bạn trả lời rất nhanh và rất hay, sẽ ghi được bao nhiêu điểm? Dạ em lấy 120 thôi. 120. Điều đó có thể, theo tôi nghĩ, nhiều người nghĩ có thể. Dạ. Chúc bạn sẽ đạt được điều đó. Câu thứ nhất, người ta thường đi chụp hình thẻ để làm gì? Bạn trả lời là làm chứng minh nhân dân. Bạn có suy nghĩ kỹ khi trả lời câu này chưa? Dạ không. Bạn nghĩ rằng mấy người đồng ý với bạn về đáp án này? Dạ 10 người thôi. 10 người. Khảo sát. Tuyệt vời. Bạn thấy không? Vấn đề ở đây không phải là đúng hay sai mà là người ta nghĩ gì khi trả lời. Nếu một lý do khiến người ta thường trễ hẹn thì bạn nói là có điểm. Chúc mừng bạn. Cả hai câu trả lời của bạn đều được điểm cao. Câu thứ ba, bạn sẽ làm gì khi bị côn trùng cắn? Bạn trả lời là lấy dầu sức. Khảo sát. 31 điểm. Thật là tuyệt vời. Bởi vì bạn trả lời rất hay, rất là xứng đáng được những điểm cao như thế này. Câu thứ tư, trả lời là năng động. Bạn đoán xem bao nhiêu điểm? Dạ em lấy 40 đi. 40. Vừa thắng xong lên. Khảo sát. 36. 36 người đồng ý với bạn. Còn thiếu 4 người nữa là được 40. Và câu cuối cùng, người ta thường dùng gì để gói hoa cột thành từng bó? Bạn nói là và khảo sát. Bạn dự đoán là 120 điểm và bây giờ bạn đã có 152 điểm, vượt xa dự đoán của bạn. Thật là thuận lợi cho đồng đội của bạn trả lời sau. Mời bạn trở về vị trí. Mời thành viên thứ hai. Chào bạn. Chúc mừng bạn. Giờ bạn sẽ làm một công việc khó hơn đồng đội của bạn, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ là không khó lắm. Không khó lắm. Khó là khó ở chỗ các bạn sẽ trả lời lại 5 câu hỏi nhưng mà không được trùng ý với đồng đội của bạn. Khi bạn trả lời trùng ý với đồng đội của bạn, bạn sẽ nghe tín hiệu nhắc nhở. Đó là tín hiệu báo rằng đáp án của bạn không được chấp nhận. Bạn phải thay đổi ngay đáp án khác, hoặc bạn nói cho qua. Nhé. Đó là việc khó. Bởi vì trả lời sau thì dễ bị trùng ý. Nhưng mà thuận lợi ở chỗ là phần việc còn lại của bạn rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Đồng đội của bạn đã làm gần như xong việc hết rồi, còn lại cố gắng nha. 25 giây dành cho bạn. 25 giây dành cho bạn. Và thời gian chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Như vậy, để tạo điều kiện cho bạn, tôi đọc chậm câu nhất, bởi vì thời gian đọc không tính. Theo bạn, người ta thường đi chụp hình thẻ để làm cái gì? Làm passport. Nếu một lý do khiến người ta thường trễ hẹn? Bệnh họp. Bạn sẽ làm gì khi bị côn trùng cắn? Xúc dầu. Cho qua. Hãy cho biết một ưu điểm của tuổi trẻ trong công việc. Năng động. Lạc quan. Người ta thường dùng gì để gói hoa cột thành từng bó? Tặng trong dịp sinh nhật. Bạn sẽ làm gì khi bị côn trùng cắn? Hết thời gian dành cho bạn. Bạn đã thực hiện xong việc của mình và bây giờ chúng ta quay lại để xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Đội của bạn có giành được 10 triệu đồng của vòng này hay không? Mời bạn. Bạn thấy không? 152 điểm là một số điểm rất lớn. Vì vậy tôi đã chúc mừng bạn khi bạn vừa bước qua ra đây. Phần việc còn lại của bạn chỉ là 48 điểm nữa thôi. Mặc dù bạn không trả lời trọn vẹn 5 câu hỏi. Câu thứ nhất, theo bạn người ta thường đi chụp hình thẻ để làm gì? Bạn trả lời là làm passport. Vì sao bạn nghĩ như thế? Tại vì theo em thấy là bây giờ người ta đi du học rất là nhiều và cái việc mà làm passport gần như là rất phổ biến. Và bạn nghĩ rằng bây giờ là người ta đi nước ngoài rất nhiều, có nhiều hơn xưa, nhưng mà liệu trong 100 người đó thì có bao nhiêu người đi làm passport? Dạ, cũng hy vọng. Khảo sát. Chúc mừng bạn. Hai bạn đều có số điểm khá cao, nhưng mà số điểm cao nhất là xin việc, làm đơn xin việc. Ai cũng phải làm đơn xin việc và có tới 34 điểm cho câu trả lời đó. Câu thứ hai, nếu một lý do khiến người ta thường trễ hẹn, bạn trả lời là bận họp. Khảo sát. Tuyệt vời. Ở câu hỏi này cả hai bạn đều điểm cao, và cao nhất là kẹt xe, 33 điểm. Câu thứ ba, bạn sẽ làm gì khi bị côn trùng cắn?
Bạn trả lời. Ở câu này đồng đội bạn đã ghi được số điểm cao nhất, đó là bị côn trùng cắn lấy dầu sức. 31 người trả lời như thế. Câu thứ tư, hãy cho biết một ưu điểm của tuổi trẻ trong công việc. Bạn trả lời là... Chỉ còn 6 điểm nữa, bạn sẽ giành được 10 triệu cho đội mình. Với đáp án này, rất hay, rất hay. Liệu có được 6 điểm hay không? Khảo sát. Ở câu thứ tư này, đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao nhất, đó là năng động. Ưu điểm của tuổi trẻ là năng động. 36 người trả lời như thế. Và câu thứ năm, cứ hy vọng bạn ạ. Người ta thường dùng gì để gói hoa cột thành từng bó? Bạn nói là tặng trong dịp sinh nhật thì nó lạc đề. Lạc câu hỏi, lạc xa câu hỏi. 1, 2, 3, khảo sát. Còn 6 điểm nữa, đội Lạc Quang đã giành được 10 triệu đồng của vòng đặc biệt. Và thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp tổ chức tuần này xin được phép kết thúc. Cảm ơn Pepsi đã cùng chung sức với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn 8 giờ tối thứ ba tuần sau. Xin chào.